Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu anh Nguyễn Thế Anh, quản trị viên. Xin được mời ông Bằng Trần, quản trị viên. Xin được mời ông Nguyễn Văn Hiệp, quản trị viên. Xin được mời quản trị viên tiếp theo ông Thế Anh. Và xin được mời quản trị viên cuối cùng ông Quyết Trần. Chúng ta sẽ còn hai vị cố vấn nữa. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Cung Quang Tiên. Vị cố vấn thứ hai ông Đỗ Trường Giang. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho 9 thành viên của ban quản trị Hội Đam Mê Câu Cá và những khoảnh khắc đẹp được không ạ? Và nhân dịp sinh nhật hội lần thứ nhất thì tôi xin được mời một đại diện cho ban quản trị sẽ có đôi lời chia sẻ và gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ. Vâng, xin các anh hãy cử một đại diện ạ. Vâng, xin mời anh Vinh Trần ạ. Alo, thực sự là không biết nói gì. Các cụ ăn có ngon không ạ? Xin cảm ơn tất cả các tình cảm của các cầu thủ cũng như các bạn bè, các cô chú, anh chị em đã dành tặng cho ban quản trị chúng tôi. Chúng tôi xin hứa là sẽ cố gắng hết sức để coi như là sẽ có một cái sân chơi thật là bổ ích, công tâm, không có chuyện vụ lợi về kinh tế. Đó là một cái lời hứa của ban quản trị chúng tôi đưa ra. Chắc là các cụ cũng biết là tôi mới chuyển công tác, đúng không ạ? Tôi mới chuyển công tác sang bên này. Thì chúc một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các cầu thủ và gia đình cũng như mọi thành viên trong Đam Mê Câu Cá và những khoảnh khắc đẹp. Xin chúc sức khỏe các cụ và chúc các cụ ngon miệng ạ. Em xin hết. Vâng, xin được cảm ơn anh Vinh Trần với những chia sẻ hết sức là mộc mạc. Và một thành viên tiếp theo trong ban quản trị cũng sẽ có muốn lời, muốn chia sẻ đến tất cả anh em cầu thủ. Vâng, xin kính mời anh ạ. Trước hết tôi xin thay mặt ban quản trị, chị cảm ơn tất cả các cầu thủ từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã tụ hội ngày hôm nay để mừng sinh nhật của hội lần thứ nhất. Thì cũng là thời tiết hôm nay hơi nóng nóng thì anh em cố gắng thông cảm. Thứ hai là chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ và có bữa tối thật là ngon miệng. Vâng, và ngay bây giờ đây thì xin mời ban tổ chức chúng ta cùng với tất cả anh em tuyển thủ đang ở phía dưới, chúng ta hãy cùng chuẩn bị cho mình ly bia và ly rượu để chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cho sinh nhật lần thứ nhất. Và xin mời những chai bia, những cốc bia đến từ ban tổ chức cho anh em quản trị viên ạ. Alo, các bạn hãy rót.